Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết thông tin về giá xe, tổng nắm bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200 AMG ạ. Chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200 AMG này khi mà sang cuối tháng năm này đang có các chương trình khuyến mại như nào thì phép giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn nếu chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em Bởi vì kênh C24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng nấm bánh và các chương trình khuyến mại ạ à. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính luôn ạ à. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe ạ Với giá mít của chiếc xe này đang là 2 tỷ 069 triệu ạ à. Sang cuối tháng năm này thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 2 tỷ 039 triệu ạ à tức là giảm giá cho anh em là 30 triệu tiền mặt ạ. Vậy thì chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200 AMG này làm ở nội đang là 2 tỷ 315 triệu ạ. À. Còn trả góp thì đang là 705 triệu. Còn ở tỉnh thì đang là 2 tỷ 256 triệu. Trả góp thì đang là 646 triệu ạ. À. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 2 tỷ 274 triệu. Trả góp thì đang là 665 triệu ạ à. Còn nên mua giá tốt hơn Hay là khuyến mại nào Tặng phụ kiện là sao Chi tiết mạnh như nào Thì anh em có điện cho em Hoặc nhắn tin zalo cho em Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất trường nhiều nha Ok tiếp theo giới thiệu em về những tính năng option của chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200 AMG ạ Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m644 Rộng là 1m840 Còn cao là 1m675 ạ Còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m829 ạ Chiếc xe này thì nó rất là dài, rộng và cao anh em nhá Với phần đầu xe của chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200 AMG này Thiết kế phần đầu xe cảm giác nó được vuốt nó rất là gọn gàng, nhẹ nhàng và uyển chuyển phong cách của Mercedes nhưng không kém sự sang trọng và lịch nam ạ. À. Tiếp theo giới thiệu cho em về phần mặt lưới cá lăng. Mặt lưới cá lăng của nó sử dụng là thiết kế của AMG, mặt lưới cá lăng hình kim cương, có phần thanh nạp chrome ôm gọn lấy cả logo của Mercedes, giúp cho phần đầu xe cảm giác nó được sang trọng lịch nam và không kém sự thể thao và mạnh mẽ ạ. À. Tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần cụm đèn ạ. À. Cụm đèn phía trước của chiếc xe này thì nó sử dụng đó chính là đèn full LED nhá, đèn full LED đấy ạ. À và ngoài ra ta tích hợp thêm đó chính là có đèn đèn led ban ngày nhá đó giúp cho chiếc xe phần rất là sang trọng đấy ạ các tính an toàn về phần đầu xe của chiếc xe này nó sẽ là có cảm biến góc trước 6 mắt nhá 6 mắt đấy ạ đó tổng sẽ là 6 mắt anh em nhá ok tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần uh, sườn xe Phần sườn xe của chiếc xe Mercedes-Benz CLB 200 thì thiết kế nó cũng không phải quá góc cạnh đâu không ạ? Thiết kế nó rất là nhẹ nhàng em nhá. Nhưng mà tạo ra phần sườn xe cảm giác nó được sang trọng và ăn nhập với phần tổng thể của chiếc xe đấy ạ. Về phần bánh xe của chiếc xe này chắc là vành đúc hợp kim nhôm, vành 19 inch ạ, 5 chấu kép thiết kế của AMG. Đó. Các tính an toàn như phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử LD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, BAS và rất nhiều tính an toàn nữa em nhé. Phần sườn xe tích hợp thêm đó chính là có thanh nẹp chrome khá là nhỏ thôi nhưng mà tạo điểm nhấn của chiếc xe giúp cho chiếc xe cảm giác nó được sang trọng và trường xe hơn. Về phần uh, gương chiếu hậu của nó sẽ là gương chiếu hậu cùng màu tuần xe. Tích hợp với đấy sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn led ạ. À. Nó sẽ có chỉnh điện, gập điện, cụp gương tự động, điều chỉnh bốn mặt gương ạ. À. Về phần kính của chiếc xe này là chân kính trên và chân kính dưới nó sẽ là có thanh nẹp chrome nhé. Rất là to đấy ạ. À tạo ra cho phần điểm nhấn trước xe cảm giác nó được trường xe hơn, dài xe hơn và sang trọng hơn ạ. Về tay nắm cửa sẽ là tay nắm cửa cùng màu thân xe cho cả bốn cánh cửa luôn đấy ạ. Đó. Về phần trần xe của chiếc xe này nó sẽ là trần phẳng em nhá. Nó sẽ không có cửa sổ trời toàn cảnh panorama và tích hợp trên trần xe nó sẽ là có giá lóc hay thanh. Và anten của chiếc xe này sẽ là anten trên kính nhá. Đèn báo phanh trên cao đấy ạ. Về phần đuôi xe của chiếc xe này thì phần đuôi xe nó có điểm nổi bật nhất đó chính là phần cản sau. Đó, phần cản sau nhá. Có đây giới thiệu cho anh em về phần bên này nó sẽ là có đây, đèn báo phanh trên cao này. Về cụm đèn của chiếc xe này nó sử dụng là đèn led nhá, đèn hậu là đèn led ạ. Nó sẽ là chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe. Phần cụm đèn của chiếc xe này thiết kế dạng 3D, cũng rất là sang trọng và lịch lãm ạ. Về phần cản sau của chiếc xe này nó sẽ có cảm biến lùi 6 mắt và đặc biệt đó chính là có có phần uh, mạ chrome rất to bản ôm lấy hai uh, bô của chiếc xe tạo ra điểm nhấn về phần đuôi xe. Đó. các tính an toàn thì nó sẽ có cảm biến lùi 6 mắt anh em nhá. Đó. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần uh, mức tiêu hao nhiên liệu ạ. Đây, sẽ quay cho về chi thơ này. Mức tiêu nhiên liệu của chiếc xe này ở trong đô thị thì đang là 10 lít, ngoài đô thị thì đang là 6,9 lít. Kết hợp trung bình đang là 8,1 lít ạ. Cho động cơ 1.3 nhá. Còn đây giới thiệu cho em về phần nội à, thất đây. Nội thất của chiếc xe này nó sẽ có hai màu màu nội thất cho lựa chọn là màu đen và màu xám ạ. Không gian nội thất của chiếc xe này thì giúp cho chiếc xe cảm giác nó được sang trọng và lịch lãm hơn ạ. Ghế của chiếc xe này nó sử dụng là ghế da nhé, da Artico, da đây được gọi là da nhân tạo đấy ạ ghế của chiếc xe này nó sử dụng là ghế chỉnh điện nhá ghế chỉnh điện đấy ạ đó. còn đây giới thiệu cho em về bên cánh cửa này cánh cửa của chiếc xe này nó sẽ có các nút bấm như sau nó sẽ có nhớ ghế 3 vị trí này điều chỉnh lưng ghế này đó. và các nút bấm như là khóa cửa chốt cửa này lên xu kính cho bốn cánh cửa đấy ạ còn đây là hàng ghế thứ hai này hàng ghế thứ hai của nó sẽ giống như hàng ghế đầu tiên nhá ghế được bọc da màu màu đen đó hàng ghế thứ hai thì ngồi rất là rộng rãi và thoải mái nhá. OK, rồi sâu bên trong chi tiết hơn này ghế thì nó sẽ là đây là cửa gió hàng ghế thứ hai này. đó chiếc xe này nó sử dụng là hệ thống điều hòa hai vùng thôi không phải ba vùng ạ à. nên là sẽ không có vùng thứ ba cho hàng ghế thứ hai ạ. À. về phần vô lăng của chiếc xe này sẽ là vô lăng ba chấu ạ à. được bọc da sờ rất mềm mại ạ. À. tích hợp trên vô lăng sẽ là có đàm thoại dành tay này, điều chỉnh âm lượng này, có cả cruise control đó chính là ca tự động ạ à. và có cả giới hạn tốc độ luôn em nhá. Đó. Về nó có lấy chuyển số trên vô lăng này Màn hình uh, là sử dụng màn hình uh, digital 10,25 uh, inch ạ Lối liền mạch với cả màn hình giải trí luôn ạ à, Hệ thống điều hòa nên cửa gió điều hòa luôn nhá Hệ thống điều hòa chiếc xe này hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập đấy ạ Cho bên ghế lái bên ghế phụ nhá Các cửa gió điều hòa của chiếc xe này thì viền xung quanh được bạc chrome Đúng phong cách ngôn ngữ sử dụng của Mercedes thiết kế không gian nội thất rất sang trọng anh em nhá. Phần phía dưới này nó sẽ là có như là uh, cảm biến này, hệ thống phanh tay điện tử này và chỗ này đây là điều khiển màn hình giải trí anh em nhá. Đó. Có đây giới thiệu cho anh em về bên tổng quan lại cho anh em về bên hàng ghế đầu tiên này. Thay nẹp chrome này. Về màn hình giải trí của chiếc xe này nó sẽ có kết nối Apple CarPlay và Auto Android ạ. Về uh, chiếc xe này thì nó sẽ là có điều khiển bằng uh, nút bấm à, Điều khiển bằng nút bấm em nhá Về phần động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 1.3 turbo Với công suất cực đại của chiếc xe này nó đang là 163 mã lực trên cho 5.500 vòng trên phút ạ Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 250 Nm trên cho 4.000 vòng trên phút ạ Hộp số nó sử dụng là hộp số tự động 7 cấp Dẫn động cầu trước Dẫn động cầu trước nha với um, chiếc xe này thì tốc độ đạt từ 0 đến 100 km h chỉ mất 9,1 giây thôi ạ. Và tốc độ tối đa đạt được đó chính là 207 km h nha. Chiếc xe này thì anh em nên sử dụng là xăng A95 đấy ạ. Các tính an toàn của chiếc xe này có như sau. Đó như là hệ thống phanh ABS này. Phân bố được phanh điện tử LD này. Hỗ trợ phanh cẩn cấp BAS này. Và nó ra có dây an toàn 3 điểm này. Sử dụng là lốp run flat nhé. Về màu sắc xe của chiếc xe này nó sẽ có các màu cho người chọn như sau Màu trắng như mình đang xem Màu đen, màu xanh, màu bạc, màu xám á. Còn màu nội thất nó là màu đen và màu xám ạ Ok vậy video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe Tổng bánh, chương trình khuyến mại Và những tính năng option của chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200 AMG rất là chi tiết cụ thể rồi Vậy video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Mercedes Cũng như các xe khác nhau Như nổi Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW Cũng như rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam Để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất Còn em muốn được review xe, cập nhật giá xe Bất kỳ xe nào trên thị trường Việt Nam Thì anh em hãy comment phía dưới nhé để sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe thì giờ của mình sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video ở đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này rồi em ạ.